Xin chào các bạn, nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này đó trên kênh của mình thì mọi người cho mình nút like và đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó ăn chia và nhận được token PIT đến từ Fish uh, PIT Speaker NFT mọi người nhé. Dự án này chạy trên nền tảng mạng Phantom. À, tất cả mọi người tham gia đều có thể ăn chia phong biệt thường thưởng là 250.000 đô token đến từ dự án nhé. Để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu io này ở đây khi mọi người đăng nhập vào thì nó sẽ bảo mọi người nhập tên này, email này, ngày tháng năm sinh ở đây thì mọi người có thể bừa được nhá. Sau này tích vào ô vuông này và bấm một con tin cho mình. rồi, ok tiếp theo các bạn follow kênh Twitter và retweet là bài đăng trên kênh Twitter cho mình. và đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhá. sau đó kéo xuống bài đăng mọi người thay lời retweet là bài đăng này. xem có bài đăng khác không? Vậy như chỉ có bài đăng ấy thôi. Rồi sau đó quay trở lại Eros Các bạn tích vào con tin luôn cho mình nhá Sau đấy mọi người sẽ retweet là bài đăng này luôn cho mình Bấm retweet Đây bấm thả tim này Sau đấy retweet là bài đăng Ok Quay trở lại Tích vào con tin luôn cho mình nhá Tiếp theo là visit Sau đấy quay trở lại luôn Tích vào con tin Xem thôi tweet là bài đăng này bấm đăng tweet cho mình rồi sau đó quay trở lại tích vào con tin ok do vào kênh telegram các nhiệm vụ trên này khá đơn giản ok bấm tham gia kênh này rồi sau đó quay trở lại tích vào con tin địa chỉ ví ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví mạng fan mạng matic à sorry mọi người nhé ở đây là dùng mạng matic nhé không phải phantom nhé thì mọi người sẽ phải dùng địa chỉ ví mạng matic uh, polygon ở trên ví metamask hoặc là ví trust wallet nhé những dự án này thì mình khuyên mọi người dùng ví metamask cho mình ở đây mình sẽ sẽ để video hướng dẫn tích hợp mạng polygon matic ở dưới phần mô tả để anh em những anh em nào chưa tích hợp mạng có thể biết và tích hợp mạng cho mình nhé Rồi vào đây các bạn sao chép lại địa chỉ ví cho mình Ok Sau đó quay trở lại Eros các bạn sẽ nhập địa chỉ ví vào đây Rồi và bấm một con tin Ok Đây là một dự án không có Red mọi người nhá Đấy tất cả mọi người đều tham gia đều như nhau Không có Red Ok như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người dự án Eros Có thể ăn chia và nhận được Token đến từ uh, Free Speaker NFT và Free Token nhá Xin chào và hẹn gặp lại mọi người